Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 Quân khu 2 được giao phụ trách gần 40 xã của 4 huyện Nậm Pồ, Mường Trà, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Những năm qua, ngoài trực tiếp tăng cường củng cố quốc phòng an ninh khu vực biên giới, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp nhân dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống lâu dài. Gia đình chị Hạng Thị Mỹ, bản Pháng Chủ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn. Chồng chết, một mình chị nuôi 7 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, lại ở trong căn nhà tạm bợ dột nát và đang chờ đổ sập bất cứ lúc nào. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ vật liệu và trực tiếp giúp gia đình làm nhà. Căn nhà mới khang trang với tổng giá trị 50 triệu đồng đã được hoàn thành trước niềm vui khôn tả của gia đình chị Mỹ. Để tiếp thêm động lực, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 đã hỗ trợ gia đình chị Mỹ cây con giống để phát triển sản xuất, hỗ trợ hàng tháng 500.000 đồng để mua nhu yếu phẩm cần thiết và trực tiếp Đại tá Đặng Xuân Thành, đoàn trưởng đã hỗ trợ và làm sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho chị Mỹ. Sự hỗ trợ giúp đỡ trên đã giúp mẹ con chị Mỹ vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Tôi được chính quyền địa phương và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. Thì bây giờ lập được một cái nhà như thế này cho mẹ con chúng tôi ở. Thì các con cũng được đi học và tôi cũng yên tâm canh tác. Và tôi rất là xúc động và cảm ơn sự giúp đỡ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương và bộ đội bên Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379. Trường hợp gia đình chị Hạng Thị Mỹ chỉ là một trong số rất nhiều hoàn cảnh khó khăn được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 hỗ trợ giúp đỡ làm nhà trong những năm qua. Cùng với đó, đoàn còn hỗ trợ cây con giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, triển khai các dự án xóa đói giảm nghèo để bà con vùng biên phát triển kinh tế. Bà Liều Xeo Phồng, bản Mạnh Hấp, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản. Chồng chết, các con ở xa, điều kiện sản xuất nông nghiệp không có. Sau khi phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nhu cầu của gia đình, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 đã hỗ trợ cho 6 con dê nuôi sinh sản, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cách làm chuồng trại. Sau gần 1 năm hỗ trợ, đến nay đã có 1 con dê chuẩn bị sinh sản. Gia đình ấy là khó khăn được 379 với lại chính quyền địa phương xã với bản này bị xếp cho hỗ trợ cho 6 con dê để nuôi sinh sản ấy, già sức yếu là không thể đi làm lao động được. Nên chính vì thế là kinh tế gia đình là khó khăn. Đấy cũng được trong những năm qua thì cũng được chính quyền địa phương như tạo điều kiện hỗ trợ làm được cái nhà cho dê các thứ là quả các thứ ăn Tết các ngày lễ. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức họp thôn bản bình xét đúng đối tượng cần hỗ trợ. Trong đó, đầu tư hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào từng bản từng xã để làm thay đổi đời sống của người dân. Trong năm 2022, đoàn đã hỗ trợ sinh kế cho gần 700 hộ dân thuộc 18 xã của 3 huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Trà, tỉnh Điện Biên với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng. Cụ thể, đoàn đã hỗ trợ 250 hộ dân nghèo nuôi trâu bò sinh sản, 120 hộ nuôi dê với tổng số 720 con, 100 hộ nuôi gà ngan với gần 7.000 con, hỗ trợ cây giống cho gần 120 hộ trồng mít và vải. Nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn. Chúng tôi thì điều kiện gia đình rất là khó khăn nên là khi được các cấp chính quyền quan tâm thì rất là vui và hạnh phúc khi là được cấp con giống để chăm sóc như thế này thì gia đình và mọi người rất là cảm ơn các cấp chính quyền. Chúng tôi cũng rất là thấy là điều kiện ở đây phù hợp để cho nuôi bò và nhiều con khác. Ở địa phương bà chúng tôi là được nhận bò nhưng mà bà khác được nhận nuôi dê thì chúng tôi thấy là điều phù hợp. Nên là chúng tôi đều cố gắng chăm sóc để không cho bò không bị bệnh gì. Hiện những địa bàn do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 phụ trách đều là vùng biên giới, giao thông chậm phát triển, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhiều hủ tục mê tín dị đoan còn tồn tại, tệ nạn xã hội như buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, di dịch cư tự do, buôn bán phụ nữ, trẻ em còn diễn biến phức tạp.
Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, tăng cường truyền bá những hủ tục mê tín dị đoan, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây bất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 đã cử hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ kiên trì, gần dân bám bản, thực hiện bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào với bà con để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, tuyên truyền cho bà con hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kết hợp tìm hiểu những thuận lợi khó khăn trong sản xuất và cuộc sống. Tại những thôn bản đặc biệt khó khăn, đoàn phân công các đội sản xuất, đội công tác xây dựng cơ sở đóng quân tại địa bàn để trực tiếp giúp đỡ. Bằng tinh thần trách nhiệm, đoàn đã từng bước giúp người dân địa phương thay đổi tư duy nếp nghĩ, xóa bỏ nhiều hủ tục, xây dựng cuộc sống mới. Để nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng với nguồn vốn được đầu tư, cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 còn đóng góp hàng vạn ngày công cùng nhân dân mở mới, cải tạo và xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu treo nối các thôn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, trao đổi hàng hóa. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, đoàn đã giúp dân xây dựng hàng trăm km kênh mương thủy lợi, xây dựng các hồ đập nước vừa và nhỏ, phục vụ tưới tiêu, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp bền vững, không phụ thuộc vào thiên nhiên. Các cái chương trình dự án ấy, thì đoàn trực tiếp xuống địa phương, phối hợp với địa phương tổ chức họp bản để lựa chọn các cái hộ, các cái nội dung để như thế nào dân cảm thấy hiệu quả, xong là bình xét công khai trong dân để lựa chọn các hộ là đặc biệt là ưu tiên các hộ nghèo dân tộc thiểu số, hướng dẫn bà con về kiến thức kỹ thuật, về cách làm chuồng trại, làm đất, đào hố trồng cây. Đấy, nên là các cái dự án đoàn hỗ trợ cho nhân dân thì cũng đang từng bước phát huy được cái hiệu quả. Trong những năm qua ấy, trên địa bàn xã Phình Hồ, bà con là được đoàn 379 rất là quan tâm. Đấy, cái thứ nhất là quan tâm đến bà con, cái nhà cùng với chính quyền địa phương đi vào các bản để tuyên truyền về cái chính sách, các loại chính sách cho bà con và hướng dẫn cho bà con cách làm ăn để phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là cái trong năm qua ấy, thì 379 cũng hỗ trợ được nhà ở, đấy, quan tâm đến cái hỗ trợ cái nhà ở và cái cầu lan can, như các đồng chí đã biết cái lan can này. Một trong số những hoạt động để lại nhiều dấu ấn trong lòng bà con thôn bản chính là tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng biên. Xuất phát từ điều kiện khó khăn, nhận thức còn hạn chế, người dân chỉ đến bệnh viện, bệnh xá khám khi bệnh đã nặng và rất nặng. Chính từ thực tế đó, bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 đã trực tiếp đến từng hộ dân, từng thôn bản để khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, đồng thời kết hợp tuyên truyền để bà con thực hiện ăn uống đảm bảo vệ sinh. Trong năm 2022, bệnh xá đã trực tiếp khám cho hơn 1.300 lượt người, cấp phát thuốc cho gần 500 lượt, điều trị hơn 800 lượt người trên địa bàn. Nhiều và còn rất nhiều những hoạt động, chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực đã và đang giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn các huyện do đơn vị phụ trách. Với những cách làm đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 đã thực sự là bà đỡ giúp đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn vùng dự án chuyển đổi căn bản về nhận thức, từng bước thay đổi mô hình sản xuất trồng trọt chăn nuôi theo hướng hàng hóa, từ đó có cuộc sống ổn định, tạo thành thế trận lòng dân vững chắc. Thế trong năm 2023 này, thì chúng tôi tiếp tục đầu tư 40 tỷ để xây dựng cho các xã trong huyện Nậm Bồ và huyện Mường Nhé, huyện Mường Trà là về trường học, đường giao thông nông thôn, thủy lợi để từng bước giúp dân xóa đói giảm nghèo. Đây là cũng là một cái chủ trương lớn để chúng tôi nắm được dân để phòng tránh từ sớm từ xa để bảo vệ Tổ quốc ở khu vực biên giới. Vẫn biết rằng tỷ lệ đói nghèo ở các xã biên giới tỉnh Điện Biên còn rất cao. Tuy nhiên, với những cách làm tích cực và hiệu quả như hiện nay của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379, cùng sự phối hợp của các lực lượng vũ trang khác và chính quyền địa phương, tin rằng số hộ nghèo sẽ giảm qua các năm, cuộc sống của người dân dần được ổn định và phát triển, từ đó xây dựng vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc ổn định về chính trị xã hội, vững mạnh về quốc phòng an ninh và phát triển về kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, bằng những hoạt động thiết thực ý nghĩa, nhiều tổ chức đơn vị trên khắp mọi miền Tổ quốc đã và đang quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Những hoạt động này đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái, sự gắn kết trong cộng đồng. Tại trường Trung học cơ sở Nong Luống, huyện Điện Biên, Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Điện Biên trao 100 suất quà, trị giá mỗi suất quà 450.000 đồng, gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Những suất quà này được Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì vận động từ các cơ quan doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn phường trợ giúp, hỗ trợ. Với mong muốn đem tình yêu thương, sự sẻ chia giúp đỡ một phần khó khăn cho các em học sinh nghèo tỉnh Điện Biên. Chúng tôi vẫn mong muốn là sẽ được đi tiếp tục chuyến nữa, tại vì chuyến này cũng chưa đủ, mới có gọi là một chút ở đầu đây thôi. Còn chúng tôi còn muốn đi sâu xa nữa, tại vì là khi mà nhận được các cái phản hồi của đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện đấy, nhiều xã dây còn khó khăn lắm. Thì chúng tôi và tôi lần đầu tiên đi thì trước mắt đang vào vùng gần với mọi người đi cho nó thấy đường nó xa quá thì đi gần thôi. Tiếp điển sau thì đã quen đường rồi và biết rồi thì mình sẽ đi sâu và xa hơn nữa. Những suất quà này tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đã kịp thời động viên chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho học sinh vùng khó đến trường, đến lớp đầy đủ. Thì nhà trường cũng rất cảm ơn chương trình đã có những cái món quà thực sự là ý nghĩa đối với thầy và trò nhà trường. Qua cái món quà này thì giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường giảm bớt được những khó khăn về trong cuộc sống để giúp các em yên tâm hơn trong học tập và để đạt được những ước mơ của các em học sinh, đó là được học và được giáo dục để các em hoàn thiện nhân cách và ngày càng phát triển được bản thân. Đặc biệt trong thời gian tới thì nhà trường cũng mong rằng là sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm ở mọi miền giúp đỡ cho các em học sinh có những cái chương trình cấp học bổng cho các em học sinh đặc biệt khó khăn và có những hoàn cảnh vươn lên trong học tập. Trường Trung học cơ sở Nong Luống, huyện Điện Biên có gần 340 em học sinh, thì có tới hơn 150 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhiều em học sinh đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các cấp, các ngành, các đơn vị, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc thông qua Phòng Giáo dục Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ huyện Điện Biên, thì cán bộ giáo viên trường Trung học cơ sở Nong Luống, huyện Điện Biên cũng tích cực kết nối kêu gọi từ các mối quan hệ của bản thân để giúp đỡ các em học sinh nghèo. Nhờ đó, nhiều suất quà ý nghĩa thiết thực đã được trao tặng đến tay các em học sinh. Điều này đã giúp các em yên tâm học tập. Là trong những năm qua, Mạnh Thường Quân hỗ trợ, ví dụ như dịp Tết ạ, thì Mạnh Thường Quân thường hỗ trợ tiền để cho các gia đình về nhà ăn Tết. Và những cái đợt mà Dược Thường Quân đến thì bọn em được nhận các món quà và rất ý nghĩa. Em cảm thấy chương trình này rất là ý nghĩa đối với em. Bố mẹ bỏ nhau sống với bà, còn xa bố đi làm, mẹ cũng đi làm ạ. Chỉ sống với bà nuôi từ nhỏ đến lớn ạ. Những món quà này có thể giúp cho bọn em, giúp cho gia đình trang trải cuộc sống. Không chỉ trao quà cho học sinh trường Trung học cơ sở Nong Luống, huyện Điện Biên, đoàn từ thiện của Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội còn trao 200 suất quà, mỗi suất quà trị giá 450.000 đồng, hơn 1.000 quyển vở, 300 chiếc kéo cắt cho 200 em học sinh trường Trung học cơ sở xã Mường Pồn và Thanh Luông, huyện Điện Biên. Trao 5 con bò giống, mỗi con 10 triệu đồng cho 5 hộ dân nghèo xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ phát huy tinh thần truyền thống, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, chung tay giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Em Lò Thị Tường Vi, học sinh lớp 6A2, trường Trung học cơ sở Pomlot, huyện Điện Biên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ em đang chấp hành án phạt tù, hai chị em Vi ở nhờ nhà ông bà ngoại. Trong khi đó, ông bà Vi già, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, thông qua sự kết nối của huyện đoàn và Ủy ban Nhân dân xã Pomlot, em Vi đã được Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng căn nhà để hai chị em Vi có chỗ che nắng trú mưa.
Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng vận động đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công để hoàn thiện căn nhà. Không chỉ có vậy, để tiếp thêm động lực cho Vi, mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Bắc sẽ hỗ trợ một năm học bổng, mỗi tháng 500.000 đồng để em yên tâm tiếp tục đến trường học tập. Gia đình con thì rất khó khăn và hôm nay con rất xúc động vì cô chú đã đến xây cho chị em con một ngôi nhà để cho chị em chôn ở. Con cảm ơn các cô các chú rất nhiều, cháu sẽ học thật tốt, giỏi. Công trình thắp sáng đường quê tại bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên cũng là hoạt động ý nghĩa do mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Bắc hỗ trợ cho bà con trong bản. Công trình này dài hơn 500 mét với 24 bóng đèn, trị giá 21 triệu đồng. Số tiền này do mạng lưới kêu gọi, kết nối từ các đơn vị mạnh thường quân và tự sự đóng góp của đoàn viên thanh niên trong mạng lưới. Công trình đi vào hoạt động đã đem đến niềm vui cho bà con trong bản. Thì chúng tôi rất phấn khởi, tức là được sự tài trợ thắp sáng đường quê của các cái đoàn từ thiện để đến giúp đỡ chúng tôi. Thì trong những cái năm vừa qua, cái tuyến đường này của chúng tôi là có thôn 9, thôn 2, thôn 1 và bản Na Vai, thì dài cỡ khoảng 510 mét. Thì trước kia khi chưa có đường điện thì người dân đi lại thì cũng rất là khó khăn. Và hiện nay thì được sự giúp đỡ, được quan tâm thì chúng tôi đã khánh thành được cái tuyến đường dài 510 mét thì đã có điện chiếu sáng đường làng quê. Thì rất phấn khởi cho nhân dân đã thuận lợi để giao thông đi lại và để phát triển kinh tế xã hội. Thì đây cũng là một cái điểm nhấn để cho một cái đà để bước với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Và thì sau khi chúng tôi đã được tài trợ này thì chúng tôi sẽ vận động nhân dân sẽ phấn đấu làm sao đã để sử dụng có hiệu quả mục đích và cái đường điện này để đi vào trong cuộc sống và đảm bảo an toàn về cái lưới điện quốc gia nói chung. Với sự hỗ trợ đó cùng sự chung tay đóng góp của người dân, đến nay xã Pom Lót, huyện Điện Biên đã có 5 tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 2 km. Điều này đã giúp bà con đi lại thuận tiện, nhất là vào ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xã Pom Lót phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Và ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tổ chức họp và đưa ra những chương trình kế hoạch cụ thể, tập trung vào những cái vấn đề mà để góp phần đạt các chỉ tiêu mới nâng cao. Trong đó vấn đề mà thắp sáng đường quê cũng như cải tạo cái môi trường, các con đường hoa. Và từ đó thì chúng tôi cũng kết hợp với cái sự đóng góp của bà con nhân dân, kết hợp với nguồn lực của nhà đầu tư, cộng với những cái sự nguồn lực xã hội hóa của các cái tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân, các nhóm thiện nguyện, để làm sao kêu gọi nâng cấp các tuyến thắp sáng đường quê trên địa bàn Pom Lót. Và đến nay báo cáo các đồng chí thì xã Pom Lót chúng tôi đã có 8 thôn bản đã có hệ thống tuyến đường thắp đường quê. Và từ đó là bà con nhân dân đều đồng thuận cao trong việc triển khai các công trình thắp đường quê, đường thôn bản. Từ đó là nhiều thôn bản đã sáng hơn, xanh hơn, đẹp hơn và từ đó là góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cũng như là cái cuộc sống bà con được thuận lợi trong cái việc giao thông, buôn bán và đi lại của người dân. Với mục tiêu huy động và kết nối triệu trái tim nhân ái để cùng sẻ chia, mang lại niềm tin và sự khởi đầu mới tốt đẹp cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những năm qua, những bạn trẻ mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Bắc đã có nhiều hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và tới đây sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa hướng tới trẻ em, hộ dân nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đại diện cho mạng lưới tình nguyện quốc gia khu miền Bắc phát động chương trình tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi, đặc biệt là Điện Biên thì là một cái nơi vừa có một cái gì đó gọi là hào hùng của lịch sử Việt Nam, đặc biệt là vào cái dịp tháng thanh niên, và ở đây là một cái dấu tích lịch sử mà đáng nhớ của Việt Nam. Và hơn thế nữa là ở đây thì có rất nhiều các đồng bào, người khó khăn và đặc biệt là những cái vùng sâu, vùng xa, biên giới thì càng gặp nhiều khó khăn hơn. Và hy vọng là sắp tới không chỉ là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội, còn có những cái hoạt động liên quan đến giáo dục và đặc biệt là hưởng ứng cái công nghệ chuyển đổi số để làm sao để phát triển được cái kinh tế của Điện Biên hơn nữa, và đặc biệt là để người dân Điện Biên tiếp cận đến với chuyển đổi số và để làm sao để phù hợp với đời sống của bà con nơi đây. Thực tế, các hoạt động tình nguyện trên không chỉ góp phần cùng với các tổ chức xã hội và cộng đồng thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, mà còn là điều kiện để rèn luyện, giáo dục và xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đảm nhận những phần việc khó vì cuộc sống cộng đồng. Chuyên mục truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên đến đây cũng xin được kết thúc.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.